Thưa quý vị, theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, trong tháng 9 vừa qua, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng và có xu hướng phục hồi tích cực. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, đổi mới quy trình công nghệ sản xuất thích ứng với điều kiện thực tế, thị trường xuất khẩu thuận lợi, thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước khá ổn định. Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2024 tăng 1,26% so với tháng trước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cụ thể, một số ngành công nghiệp chủ lực có chỉ số sản xuất 9 tháng đầu năm đạt mức tăng khá so với cùng kỳ, như sản xuất đồ uống tăng 4,44%, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 5,46%, dệt tăng 5,84%, may mặc tăng 7,81%, sản xuất hóa chất tăng 5,97%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 14,03%, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 7,83%. Tại công ty John and Vining, chuyên sản xuất tấm lót giày cho nhiều nhãn hàng trên thế giới như Nike, Adidas, từ đầu năm đến nay, tình hình đơn hàng tại đây rất ổn định. Hiện tại cái lượng công ty của lượng đơn hàng của công ty thì vẫn rất là ổn định so với những cái năm trước đây. Tuy nó không có thực sự mạnh như những cái đợt trước dịch nhưng mà vẫn công ty thì vẫn rất đang ổn định, tại vì công ty không làm cho một nhãn hàng mà công ty làm cho rất nhiều nhãn hàng trên thế giới. Công ty sản xuất rất là công hàng rất là đều đặn, tạo quan việc làm cho công nhân rất là tốt. Còn tại doanh nghiệp may mặc này, 9 tháng qua dù đơn hàng ngắn hạn và có lúc trồi sụt, song nhìn chung cơ bản ổn định. Trung bình mỗi tháng doanh nghiệp cung cấp ra thị trường khoảng 4.000 sản phẩm các loại, chủ yếu là phục vụ thị trường trong nước. Hiện tại đang vào thời điểm cuối năm nên đơn hàng cũng nhiều hơn và kéo dài đến qua Tết. Công ty tập trung vào là chất lượng với lại quan tâm đến người tiêu dùng nhiều, cho nên cái lượng bán ra hàng thì cũng tương đối, nói chung cũng không bị ảnh hưởng nhiều, có ảnh hưởng nhưng mà không nhiều, nên đơn đặt hàng của nhà máy thì vẫn có duy trì cho công nhân làm ổn định công việc. Theo Cục Thống kê Đồng Nai, dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2024 tăng 7,72% so với cùng kỳ. Mức tăng 9 tháng năm 2024 tương đương với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn nhiều so với mức tăng 4,31% của năm 2023. Nguyên nhân chỉ số sản xuất 9 tháng năm 2024 tăng khá là do năm nay kinh tế thế giới từng bước phục hồi, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trên thế giới tăng, đơn hàng của các doanh nghiệp tăng, đặc biệt là nhóm ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp chế biến, chế tạo, phục hồi rõ nét, có mức tăng trưởng nhanh. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song bức tranh kinh tế công nghiệp của Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm cũng như là trong tháng 9 đã có nhiều khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất và tìm kiếm lao động để phục vụ các đơn hàng dịp cuối năm.